Rất vui gặp gỡ tất cả quý vị trong chương trình mà lên Di Xuân ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta đến với phần 3 của chương trình, đó là những chiếc ghế ngồi ở quầy bar của chúng ta rất là tuyệt đẹp. Và đương nhiên khi đến với Malaysia, quý vị còn tìm được những món đồ rất độc lạ và hiếm chỉ có tại Malaysia với chủ nhân là anh Tuấn Mã. Và số phone quý vị nhớ lưu lại khi cần gọi về với anh Tuấn, đó là 949-682-6868, 949-682-6868. Và mời anh Tuấn chia sẻ thêm về những chiếc ghế độc đáo của mình. Đứng trước mặt anh em chúng tôi ở đây, quý vị thấy rằng là rất là nhiều cái bar stool cho nhà bếp, hay là có một cái bàn cao ngồi. Có rất là nhiều kiểu, có luôn cả cái kiểu của thời của mà hoàng gia mà hồi xưa đó quý vị. Quý vị có tìm và có những cái bar stool, quý vị có thể chọn những cái màu sắc và có những đưa lên đưa xuống, có thể ngồi lên ngồi xuống theo cái tầm của cái bàn hoặc là cái tầm mà quý vị muốn ngồi như thế nào. Thì tất cả ở đây đều đang có 50% off như quý vị. Đang có 50% off thưa quý vị. Những cặp này là trị giá làm bằng tay, gỗ đặc. Thì một cái như vậy quý vị sẽ mua chừng khoảng 350 đồng một cái. Thì chúng tôi sẽ bán cho quý vị đó là 50% off nha quý vị. Và có rất là nhiều màu sắc khác nhau, rồi kiểu không có lưng, cho đủ hợp hết tất cả những cái nhà bếp, những cái island đó quý vị. Nó có rất là nhiều, có cái thì có màu nâu, màu đen, có màu đủ thứ màu hết và đủ thứ kiểu để cho quý vị chọn một kiểu để phù hợp lại cái căn phòng cũng như là một cái nhà bếp hay là cái sở thích của quý vị. Đây là tất cả bar stool mà quý vị đang thấy đây, rất là nhiều, và chúng tôi còn có thêm nữa. Quý vị tới trong cái mùa lễ này của Memorial Day, quý vị sẽ có những cái giá rất là kinh khủng. Chúng tôi đang clearance, thì chẳng hạn như cái này chúng tôi đang có một cái giá rất là đặc biệt là từ 279 đồng, chúng tôi đang bán 50% off nha quý vị, 50% off của cái ghế này chỉ còn lại là 140. Còn 279 rồi còn lại 139 đi. Cho nó dễ đi ha. Đó là đây, và có rất là nhiều, và có rất tất cả tổng cộng 40 chân là khó có thể nào mà quý vị ngồi mà có thể bị ngã nghiêng được. Đó là cái mà đặc biệt. Và đồng thời nữa có những cái bar stool xung quanh đây là khá dị, như cũng có gỗ, rồi cũng có những cái bar stool không có cái lưng và xoay tròn cho quý vị. Và tất cả đây những cái mà làm bằng tay rất là chắc chắn. Tiếp đó là có những cái bar stool có bọc luôn ở da chân. Có rất là nhiều kiểu khác nhau để quý vị lựa chọn. Có những cái bar stool một chân mà đó là bằng machinery đúc ra, họ chim nó ra để mà làm cái bar stool, cho nên rất là vững chắc, cho tới 200 pound, 200, 300 pound ngồi cũng không thành vấn đề. Sau đó quý vị thấy đó, rất là nhiều màu sắc khác nhau. Tất cả đều đang có là những cái 50% off rất là đặc biệt nha quý vị. Cho em hỏi là những cái ghế này mình còn lại bán hết hay là mình có thể làm mới, làm thêm không anh, hay như thế nào? Chúng tôi đang có rất là nhiều, tại vì kéo mặt hàng ra ở trong kho ra, cho nên là quý vị có thể mua off floor, rồi quý vị muốn đặt cái mới hay là quý vị muốn đặt 10 cái cho lên, chúng tôi đều có hết cho quý vị nha. Dạ vâng, và quý vị nhớ gọi ngay ngày hôm nay đặc biệt để mua được những cái chiếc ghế thế này độc đáo với rất nhiều những cái mục đích sử dụng khác nhau. Chúng ta để vào quầy bar chúng ta, để vào cái chỗ Iceland, cái bàn ăn của chúng ta, hay là chúng ta để ngồi làm việc vân vân, hoặc là ngồi để nói chuyện riêng, dù là trong nhà hay là ngoài trời vân vân, thì đều có những chiếc ghế riêng độc đáo và có mẫu mã và màu sắc riêng cho tất cả quý vị lựa chọn. Tiếp đến thì Tư Tiến thấy là bên cạnh Tư Tiến đây có một cái sản phẩm này, không biết là anh Tuấn Mã sẽ đặt tên cho sản phẩm này là gì, nhưng mà thấy là rất là lạ thưa anh. Cái tủ này á thưa vị á, là nó được gọi rất là nhiều tên, thì nhưng mà tuy nhiên nó có nhiều cái bộ phận ở trong cái tủ này, nhiều cái function, thì Tuấn Mã mới đặt một cái tên, đó là cái gọi là cái valet chest. Cái valet chest là mean là có thể đầy đủ bỏ những cái accessory, những cái vật như chẳng như cái cổ áo, cái thai hay là cái sợi dây chuyền của phụ nữ. Chẳng hạn như trước đầu tiên á là quý vị thấy đó là bên hông đây là quý vị có thể để những cái jewelry, những cái đồng hồ, những sợi dây chuyền đeo, có thể để lên cho mỗi ngăn để chú quý vị lựa chọn được tất cả để đi chung với bộ áo quần của mình hay là cái màu sắc
trong cái cơ thể mà khi mà phụ nữ đánh môi son thì khá như vậy, rất là tiện, rất là dễ, đóng vô khích lại và tiếp đó đó là Đức Tiến có thể mở ra cho quý vị thấy đó. Phần trên này mình mở hộp này ra rất là lớn, mình để đồ được trên trên, thậm chí mình sẽ để được những cái đồ đặt giặt lại nhỏ trong này, như là những cái chiếc nhẫn chúng ta, những cái món nhỏ, món lớn, món nhỏ vân vân. Rồi sau đó quý vị có thể để những sợi dây chuyền, cái đồng hồ để đó, quý vị sẽ không có bị khó khăn khi mà đi tìm, tại vì những cái sợi dây chuyền, những cái chiếc nhẫn, những cái bông tai của phụ nữ nó rắc rối lắm. Tại vì nó móc rồi, nó móc qua, móc lại rồi hư hết đồ hết rồi. Cho nên là quý cô, quý bà, là quý anh, quý chị mà có được cái này á, là rất là tốt, là khi mình đi ra khỏi nhà là mình sẽ có một cái phương tiện để chọn một cái những cái báu vật của mình á, là dây chuyền, đồng hồ hay trang sức, rất là dễ dàng. Đó, thấy một cái là lấy ra liền, bỏ vô liền, thấy không? Thì nó rất là đơn giản. Còn nếu mà chúng ta mà những quý bà quý cô mà có một đống nữ trang đó, thì Tuấn Mã cũng đã nói thật trong lòng rồi, quý vị cũng đã biết là rất là khó khi mà mình có một cái hộp nữ trang, bỏ gì cũng bỏ vô trong đó thì nó sẽ rối loạn và hư hết cái nữ trang của mình. Đó, và tiếp đó đó, quý vị có những cái chẳng hạn như những cái vật nhỏ, chẳng hạn như là những cái underwear hay đồ là nhỏ, những cái pantyhose, những cái gì mà quý vị xài, những cái đồ chơi riêng tư đó, mấy cái đồ riêng tư nhỏ nhặt đó, nhỏ bé nhỏ, thì quý vị có thể bỏ trong đây. Rồi tiếp đó quý vị thấy đó, rất là nhiều ngăn, có là 2, 4, 6, 7 cái, 7 ngăn lần, thưa quý vị, thấy không? Là quý vị có thể để từng ngăn theo cái, tại vì phụ nữ á, là về chị sắc đẹp đó, là họ có rất là nhiều đồ. Tiếp theo nào là có, nào là đồ tràng cổ, rồi khăn đủ thứ hết, những cái hình tranh, những cái bức tranh nhỏ, những cái hình kỷ niệm này kia nọ, quý vị có thể bỏ vào đây. Đó là tất cả là những cái gì mà phiền, mà nhiều cô chứ đi ra ngoài đường mặc cái bộ đồ với cái chết cha mình quên cái nữ trang, nhưng mà khi mà đi vô kiếm cái nữ trang đó, thưa quý vị, đó rất là khó, đúng không quý vị? Mà nếu quý vị có một cái ngăn mà đầy đủ như vậy, quý vị nhìn vô biết là cái gì của mình và mình muốn liền. Cho nên đây là một cái tủ rất là tiện cho quý bà và quý cô. Đó, và đồng thời là quý vị sẽ có thể kiểm tra toàn thân thể, áo quần cho nữ trang coi có phù hợp cho mình hay không trước khi mình bước ra khỏi nhà. Đó là tấm kiến. Chúng ta có thể quay cái này 360 độ, thấy không? Là quý vị có thể thấy quý vị ở trong đứng trước cái kiến có thể nhìn đẹp, thấy được là mình có thể thấy toàn diện từ giày cho tới tóc, là mình có thể điều chỉnh và trang trí lại khi có những cái nó không phù hợp để bước ra ngoài đường, thì rất là tiện, thưa quý vị. Mà cái cách nó làm là quý vị thấy dễ sợ không? Là cái tấm cái miếng sắt để mà giữ cánh cửa này á, là được làm bằng tay từ dưới, từ trên xuống dưới luôn, chạy dọc xuống dưới luôn. Cho nên rất là chắc đó. Mà tấm kiến này đọc là có một cái sự khi mà quý vị nhìn vào rất là thật, là nó không làm cho quý vị cảm thấy bị chóng mặt. Thì quý vị thấy đó, là tấm kiến này là tấm kiến rất là quality, khi quý vị nhìn vào không có bị chóng mặt, nó không có không có lòa lè. Thường những cái tấm kiến mà không có quality ấy, khi nhìn vào ấy, thì dễ bị chóng mặt lắm, nó hay làm loãng. Cái này á, quý vị có thể để bất cứ ở đâu cũng được, trong góc phòng hay là trong một góc nhà gì cũng được. Thì đây là một cái wallet check mà rất là hiếm, đây là làm bằng tay, thưa quý vị, bao bọc rất là tỉ mỉ, chán lá cờ như modern, nước lá cờ như Ý, và đây có cái hộp kéo ra để mà bỏ từng ngăn, bỏ những cái beo nhỏ của quý cô đó, quý bà đó, có thể bỏ từng ngăn, mình chỉ nhìn vào thì mình chọn, và trong đó thì có mấy cái móc đây nữa, thưa quý vị. Rất là độc đáo. Và hôm nay chương trình cho quý vị căn nhà càng đẹp, cuộc sống được đầy đủ hơn, thời gian của tôi đã hết hạn, và mong rằng cái lễ Memorial Day này sẽ đem lại cho quý vị nhiều cái lợi tức. Mong quý vị có thể tới. Chúng tôi đã mở cửa. Số địa chỉ của cái thương hiệu là 18093 ở đường New Hope Street, thành phố Palm Valley, California, và kế bên hai danh hiệu lớn đó là Costco
và file electronic. Yeah. Và thưa quý vị, nếu quý vị còn chần chờ chi nữa, hãy đến ngay với Malenzi ngay trong hôm nay. Ngay khi quý vị có được thời gian rảnh, hãy đến với Malenzi đầu tiên để trải nghiệm với tất cả những chiếc đệm độc đáo của chúng tôi. Quý vị đang bị có vấn đề về cột sống, nhức mỏi lưng, khó ngủ, mất ngủ hay chính cho ông bà cha mẹ của mình, hoặc là trong nhà chúng ta những chiếc đệm đã cũ kỹ, những chiếc giường không còn vừa nữa, hoặc là quý vị vừa có một căn nhà mới muốn có được những bộ đồ, những cái đồ nội thất trong gia đình chúng ta thật là đẹp, độc đáo và tăng thêm giá trị, cũng như tất cả những chiếc ghế, những cái gọi là cái valet đặc biệt như thế này đây, mời quý vị gọi ngay với anh Tuấn Mã với số phone là 949-682-6868, 949-682-6868. Và nhân cái ngày lễ đang về, với tất cả tâm tình mà anh Tuấn Mã luôn luôn chọn những cái đồ đẹp nhất, ý nghĩa nhất, giá trị nhất và tốt nhất, thì trước khi mình chia tay thì anh Tuấn có lời cuối nhất là đối với các người mẹ trong ngày lễ này. Tất cả Tuấn Mã luôn luôn đều mong và chúc tất cả quý vị trong cái lễ Memory Day này, lễ tưởng nhớ, ai có một câu chuyện gì có thể đem tới, ai có một cái tâm tình có thể đem tới Malenzi. Chúng tôi luôn luôn đều có những cái món quà để đối đáp lại cho quý vị, và sẽ làm tốt cho quý vị, và mong quý vị có thể tới Malenzi tọa lạc tại 18093 ở đường New Hope Street, thành phố Palm Valley, cách quận nhất là phố Bonsai của mình đó, khoảng 5 phút. Và chúng tôi có đầy đủ chương trình trả góp, finance không tiền lời, quý vị không cần phải mang tiền theo. Chúng tôi đều có những chương trình để mang hàng hóa lại cho quý vị. Và chúng tôi có luôn cả những cái free delivery và cũng như có những cái quà tặng đi theo. Và mong quý vị trong mấy ngày sắp tới đừng đi qua lễ của Memorial, lễ tưởng nhớ, mà mất đi những cái sale lớn của chúng tôi trong cái dịp lễ của Memorial Day này. Dạ vâng. Và một lần nữa số phone của Tuấn Mã là 949-682-6868. 949-682-6868. Đến đây thì còn với Tuấn Mã và Đức Tiến. Cảm ơn quý vị dành thời gian theo dõi. Anh em chúng tôi sẽ được kính chào và hẹn gặp lại.